Tỉnh Thấp Bồng Lai, các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng Chiều 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam An tuyên bố kết thúc phần tranh luận phi xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền từ gia dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra ở tỉnh Thấp Bồng Lai đối với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Tuy nhiên, sau khi chủ tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, tất cả các luật sư của các bị cáo đồng loạt đứng lên phản đối và yêu cầu tiếp tục phần tranh luận. Chủ tòa phiên tòa đề nghị các luật sư ngồi xuống, nếu không chấp hành, lực lượng cảnh vệ sẽ mời ra khỏi phòng xét xử. Sau vài phút phân trần, cả năm luật sư bào chữa đã ngồi xuống để cho các bị cáo nói lời sau cùng. Tuy nhiên, các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều không nói lời sau cùng mà yêu cầu được tiếp tục tranh luận. Chủ tòa phiên tòa nhắc nhở các bị cáo nếu không nói lời sau cùng thì hội đồng xét xử sẽ vào nghị án vì đây không còn là phần tranh luận. Bị cáo Hoàng Nguyên cho rằng những cáo buộc về xâm phạm lợi ích nhà nước, xâm phạm tổ chức cá nhân, những cáo buộc xúc phạm Phật giáo đều là oan cho bị cáo, xin hội đồng xét xử xem xét để có bản án thật khách quan công tâm. Còn bị cáo Nhị Nguyên thì yêu cầu thay đổi hội đồng xét xử. Tôi không tranh luận được nên tôi yêu cầu thay đổi thành phần hội đồng xét xử. Tôi thấy không khách quan, những lời tranh luận tôi không được tranh luận, tất cả các clip tôi không tham gia, tôi bị oan. Bị cáo này nêu chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở các bị cáo nhiều lần yêu cầu nói lời sau cùng nếu không thì sẽ mời về vị trí vì đây không còn là phần tranh luận hội đồng xét xử sau đó đã vào nghị án